chào các bác. Em vừa về thêm một chiếc Toyota 7FD25 ạ. Số sàn nhật gù lốp đôi. Số sàn nhật gù lốp kép ạ. Động cơ 2Z ạ, chiếc này dùng động cơ 2Z. Động cơ 2Z của Toyota em cho ra thử tải cho các bác xem. Chiếc này thì em vừa về xong, về cùng với cái chiếc đây. Chiếc 5FD25 đây. Hai chiếc luôn. Xe vừa đăng kiểm xong. Em cho ra thử tải luôn đây cho các bác xem. Đó. Gật gù lốp đôi đấy. Các bác làm vật liệu xây dựng thì quá phù hợp luôn. Tháp thấp. Gật gù lốp đôi, tháp thấp, dùng rất tiện, chạy sướng. Garanti rất khỏe. Đời này dùng động cơ 2Z. Có chiếc thì dùng 1DZ. Đây số sàn ạ. 7FD25 nhá. Động cơ 2Z ạ. Toyota gật gù, số sàn lốp đôi 2,5 tấn. Xe đều xe, máy móc đều. Xe rất đều. Dòng này chạy cũng rất thích ạ. Nhanh, khỏe. Toyota thì thương hiệu rồi. Bạn nào có nhu cầu alo luôn cho em qua hotline hoặc qua xem luôn. Mấy dòng như này hàng nguyên bản chất thì tình trạng mới về được một chiếc hai chiếc rồi ạ. Đời 5, đời 6, đời 5, đời 7. Tình trạng về được các chiếc đầy đủ cấu hình mà nguyên bản mà đẹp. Các bác qua xem luôn. Xem vừa về. Chiếc 5FD đây nữa. Hai chiếc luôn. Cảm ơn các bạn theo dõi video. Bãi em hiện tại vẫn còn rất nhiều xe thì bạn nào có nhu cầu thì cứ qua xem trực tiếp luôn. Hoặc cả alo luôn, có hotline ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều.